Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Cơm Quê TV. Chào mọi người nhá, hôm nay trời nó hơi lạnh tí. Đang định lên trên cái lán để là hôm nay định làm bếp lò mới. Nhưng mà thôi các bạn ạ. Đây, hôm nay dưới này... anh em mình test lưới mới các bạn ạ. Lưới mới đét đấy. Có lần này lần thứ hai các bạn ạ. Rồi đó. Rồi để hôm nay kéo cá các bạn ơi. Thấy kéo cá là anh em mình cũng phải mò xuống để sơ múi. Ê đây 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 có cá rồi kìa. Nói chung là kiểu gì vét 5-7 lượt cũng được cá các bạn ạ. Anh em mình phải gọi là kiếm tí. Đây. Đấy các bạn thấy không, kéo cá phát là mọi người ra đi đông lắm. Đừng lấy cái gì chấm à. Cá bán cho cả làng các bạn ạ. Để xem có giống như lần trước không. Lần trước kéo được hẳn một bữa tép. Tép nhảy. Hôm nay nhưng mà ăn ngon thật các bạn ạ. Hôm nay thì không biết là có được cái con cá nào to không để còn làm tiệc đồ sống. Ấy già. Không nhưng mà tép ngon cực. Dài không, nhưng... ngoài không thôi. Nhưng mà toàn cá đang bay là toàn cá bé thôi, không phải là cá to. Phải gọi là nhảy. Nhảy như cá luôn. Đúng rồi. Nhảy như kangaroo luôn nhưng mà toàn con bé. Nhìn con to nhảy nó mới sướng như này. Tầm đây cho đẩy cái chì nhỉ. Năm nay có chì không đó. Hả? Chắc cỏ. Thế nào kéo vào bên vòng trong này thấy bắt đầu đỡ nhảy rồi các bạn ạ. Tầm này chắc phải đợi tháo cạn thôi may ra mới có hy vọng được. Tép nhá, ủ tép rất nhiều này. Tép thì quá nhiều rồi, lần trước chẳng làm một bữa tép nhảy được thế. Mới bắt đầu mở màn tép đã ba bâu rồi này. Cái nhở? Mẹ. À kìa 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 có mẹ. Ôi trời ơi. Tưởng là không có à. Ai xa. Đây. Đây. Hóa ra là có đây. Thật. Kia rồi, kia rồi. Hai con lên luôn. Mang trắng. Ui giời, tép này. Cả đôi luôn à? Ui giời. Cả đôi tép này. Tép tạ tép. Yến tép luôn bà Tuyên ạ. Ủa. Thật đấy chứ, thật mà. Từ từ luôn mày nhìn đây. Mất cái rát đi để bà Tuyên xuống. Ôi ôi ôi. Không, nhúng nó xuống. Quay đi ta. Đây 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 đây. Ui giả. Không được cái trăm nữa. Ôi, đây rồi. Tép luôn. Ôi ôi. Nhấc nhấc cao lên. Ôi. Đâu? Hai con cá mè. Đây rồi các bạn ạ. Cuối cùng thì hôm nay thì các chú đã không thể nào thoát được. Nhặt cả lá cây ra của tí. Tép này. Còn bé tí thôi. Tép màu trắng luôn để màu trắng ấy. Cái rổ đấy nó đi hết mà. Một con cá. Ui, tép dã man luôn. Cứ xúc hết vào trắng ấy tí nó sang bên. Quá nhiều tép. Xúc vào trắng nữa. Đây, cho số ông Tuấn nha. Cái ao này khả năng nuôi tép, nuôi tôm được đấy. Bắt luôn cả hai con mè vào tráng luôn. Không là vét mè. Có một cái tráng này kìa. Một tráng. Ở nhà mình có tráng kia không? Có tráng bé không? Tráng bé thì mình không biết đâu rồi. Ui, to này tí nữa bắt sau phải hai tay mới được. Ui. Em cứ xúc cả cá vào đấy luôn. Có hết vào đấy mà. Này, em cứ vớt vớt theo cái ven ven này đấy. Em cứ vét vào đấy cho em cho anh. Em cứ nghe anh. Đúng rồi. Thôi không, mình thì không quan tâm lắm, mình lần trước ăn tép rồi, hôm nay là mình chỉ quan tâm hai con này thôi. Vì Sơn vừa rồi ăn tép đã phải hai con này đi chạy bộ. Mấy 20 người ăn mới hết các bạn ạ. Đúng rồi, to thế này các bạn. Eo ơi, tép kìa. Tép bé xí rồi. Bé mà cái đấy mà làm kỹ ăn ngon đấy. Vẫn phải được một yến. Một rổ tép. Yến, phải yến tép. Cá. Kệ, cá qua đấy mà. Đang nhặt cá vào đấy mà. Một yến tép là, tép này là bán đúng không? Ui ôi. 80.000 đơn giản. 100.000 một cân à? Tép bé này 80. 80 à? 80, yến có 8 triệu rồi. Yến có 8 triệu rồi. Tính giỏi thật đấy. Ui ui ui. Vùng núi mà mình cộng thế đấy các bạn ơi. Thế là tớ chỉ có ở nhà tớ nuôi tôm thôi. Tớ nuôi tép thôi đúng không? Ui làm rổ nó yến này nữa thì. Yến không hết ấy. Ui. Dã man tép. Ui giời ơi. Thu hoạch tép luôn này. Nhưng mà cháu nghĩ là cái đoạn này cũng chỉ còn vét một lần nữa chắc chỉ còn mấy con cá ấy thôi.
À, giống thôi, mới cả thêm tép nữa đấy, kiểu gì cũng thêm tép. Vẫn có chép, vẫn có tép nữa. Ui, nhiều thế nhở? Nhiều đâu, hết rồi. Cứ đổ ở đây xong là tí nước kéo về đằng kia trắng là hớt cái rác. Ôi kìa, lại đổ xuống ao thì ứ rồi. Sợ món tép rồi đấy. Đây rồi. Vớt vớt luôn hai con thím thím giúp xúc luôn cả hai con mè đi. Mè được không? Được. Mùa. Được. Đây là con lăng chấm. Con lăng. Tốt rồi, để tí nữa lấy tay nhấc mà. Ui ôi cả ốc nữa này. Làm bị ốc xào nữa thì thôi rồi. Thì sướng chưa? Rồi bây giờ bắt con này ra này. Nào bắt cá ra xong hết. Mở măng rổ cho hớt cho. Hớt được mà. Đâu. Ồ, bằng vậy. Đấy à? 5 cân. Cho đấy hết tí nữa mang về mình bắt con nào thì bắt. Con này á? 5 cân không hết. Đúng rồi. Ôi giời. Con này phải có 7 cân. Ôi. Khủng lồ. Mọi người ơi. Đấy ấy, thả ra cá cháu mới thả ra ao nhà chú không ấy nha. Ở ao nhà chú là của chú chứ. Tí thôi. Cá này là trước mình có mua trước về thả các bạn ạ. Ui không đi đâu. Mà giống cá này thì thả ít thôi nó mới lớn, các bạn mà thả nhiều cũng không lớn đâu. Tại vì là cậu ao này mới nên là tép như đấy. Đây, kéo thêm pha nữa là được nguyên tép đấy, chứ không có thêm cái con cá nào nữa thì phải. Cái mát tủ rồi hả? Ây da, con kia to chứ. Nhiều chưa? Có sót con đấy to nhở? Ôi được con tôm to kia chưa kìa? Con này chị chiếu cũng bồ cho nó bộ dưới đây mà chị không ấy nó chết hết. Ủa? Con bọ nhảy. Đang vớt. Bỏ con bọ nhảy nhiều lắm. Còn ốc này. Thu lưới rồi các bạn ơi. Đúng là tiền tép kiểu gì cũng cao hơn tiền cá rồi. Tép phải là được khoảng 20 cân tép. Nhiều thật sự. Quá là nhiều tép luôn. Giờ rút lưới rồi. Anh em mình sẽ lấy cá các bạn ạ. Lấy cá với cả tôm. Lấy một ít tôm làm tôm nhảy. Thôi. Tôm nhảy là chưa ăn rồi. Hôm nay anh em có cá to như thế ăn cá thôi. Rồi anh em mình bắt cá đấy các bạn ơi. Bắt con thành quả của mình. Mà ơn để triển đấy các bạn ơi. Lần trước có ui phải xuống đấy các bạn ạ. Ây bé nhỉ, bé nhỉ, hay nhỉ. Được hai em anh em mình sẽ quyết định thịt một em nhá, còn một em sẽ thả lại cho nó lớn. Vì nói thật là to như này ăn cũng chả hết được đâu, không hết được đâu, mang phí thịt cả hai con phí ra. Một đầy cái tôm này, một đầy tép. Ok. Ôi, đâu anh xem con kia nó như nào? Cũng như thế, bằng nhau không? Bằng nhau. Em bằng nhau. Em bằng nhau. Nó to luôn. Con này to hơn nha. Đấy, bây giờ anh em mang lên trên đi để chuẩn bị làm món. Mang cá về là mang cá về lên bờ. Ui giời. To chưa? Đây này. Thử em này bao nhiêu cân các bạn nhìn cái chân của mình này. Ôi to lắm. Đấy. Hai bàn tay. Rồi, mang về để cân em mày bao cân các bạn. Ước lượng là số lượng cân rồi gọi thêm bao nhiêu người nữa ăn mới ăn được hết. Sẽ làm cái gì đã? Ok, bây giờ thì khênh về nhà đi. Sẽ vài món về ăn cá này các bạn nhá. Lên. Ủa cái mồm nó này. Ủa. Ủa. Nó đớp cả cánh tay anh luôn. Rồi. Mình mang cá về đây để thịt đây. Bây giờ tính xem nào. Theo mình dự tính là sẽ làm 3 món về em cá ngày hôm nay các bạn nhá. Đấy, còn cái phần đầu này anh em mình sẽ nấu canh măng. Một phần riềng bụng này thì anh em mình sẽ băm nấu bổi, gọi là nấu mẻ đấy. Để nữa anh em mình làm phần gỏi này để có thể chấm với cái phần bổi đấy và chấm riềng nước riềng chanh riềng các bạn nhá. 3 món, bây giờ đánh vẩy để bắt đầu xử đi. Đây là cũng giả cá đấy, có ra vật hết. Đấy, lọc luôn nha các bạn nhé. Mình chỉ lấy một mặt này thôi. Cái cá này hôm nay là khá là to các bạn ạ. Một mặt này thôi để làm gỏi. Còn mặt bên kia chắc chắn anh em mình sẽ làm món khác. Một miếng rồi. Phần bụng này thì làm băm rồi đúng không? Bên đấy không mang cái đồ về à? Một bên đã rời cùng cục như này thì thoải mái để làm gỏi được các bạn nhé. Mè này mè to rồi. Đùi bà đĩa thoải mái các bạn ạ. Dày thịt thực sự. Ôi trời ơi. Miếng bên này thì bằng luôn con cá. Con cá bên bình thường như mình lọc của các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ để riêng ra nhá. Để thấm khô nước và tí nữa em mình sẽ lột phần da đi để thái. Chỗ này nguyên chỗ này phải được cân rồi đấy. Nhìn quả mỡ lòng.
Thật ra là giá mà lại mình anh em mình vẫn cứ cố tình lấy để tí nữa anh em mình nấu thì hớt mỡ bớt đi nha các bạn nhé. Quả đầu này thì thôi rồi, siêu to rồi. Ai mà ăn hết được một quả đầu này thì mình lể luôn nhá. Quả này nó to tầm này ấy, ăn hết là một chuyện nhưng mà cái đầu cá này nó béo quá. Nhiều mỡ. Nhiều mỡ, ăn rất là ngấy. Ăn vừa thì ngon, ăn nhiều thì đinh cả đầu luôn. Hai rổ thịt các bạn ạ. Khá là nhiều. Đối với em cá này. Đấy, bên này là còn một rổ cái cá. Cá này nữa, cá này thì anh em mình nướng mọi đấy nhá. Nướng mọi đưa lên đĩa xong là cứ thế triển nó. Đây thì một nửa làm gỏi này. Nửa này thì tí nữa anh em mình đun bổi ấy, gọi là đun bổi mẻ đấy thì là anh em mình thái vừa tầm, thả vào khi nào chín cái bổi thì anh em mình thả vào, chín vừa tầm rồi anh em mình múc ra. Như kiểu là cá nhúng mẻ luôn. Rồi, mình là lọc xong rồi nhá. Với lại cũng lột cái phần da ra rồi. Khá là nặng đấy. Anh em mình sẽ nhúng qua cái phần rượu, rượu nhẹ này. Ít thôi, nhúng qua vừa tầm. Rửa bằng rượu. Mọi người rửa bằng cái rượu nồng độ nhẹ thôi nhá. Rượu nồng độ mạnh thì nó sẽ chín mất cái phần cá này. Có cái khăn giấy khăn ấy thấm cho nó khô. Đấy. Đợi lúc khô khi nào anh em mình chuẩn bị ăn thì bắt đầu thái các bạn nhé. Đấy, mình sẽ băm cái này để nấu bổi nấu mẻ các bạn nhé. Bụng này như ôi đây như kiểu băm thạch như này. Đấy, cho thêm cả thịt này. Ngon đét đấy, tí cho thử một miếng. Nhìn thì ngấy thôi, tí băm ra nấu xong thì thôi rồi. Ăn cứ phải gọi là vừa béo vừa chua chua ngậy ngậy. Nhưng mà thịt bên này thì ngon đấy luôn. Phần thịt bên này thì mình cũng thái luôn đấy các bạn ơi. Đấy, rất chất lượng luôn. Tí nữa anh em mình cũng thả vào cái phần bổi kia để tí nữa múc ra cùng. Này thì anh em mình thái vừa miếng nhá. Còn là vừa chấm rồi vừa có thịt ăn đúng không? Đấy, vừa tầm luôn. Ủa này, ô bóng luôn này, các bạn này. Bóng luôn, già cá rồi các bạn nhé. Cá này vừa không trên 4 năm rồi đấy. Băm cũng khá là nhuyễn rồi các bạn này. Nhưng mà phải nói thật là con này nó béo. Bát còn mỡ luôn đấy, nguyên băm này nãy giờ chảy ra. Chắc là nấu cái này không cần phải cho ấy đâu nhỉ. Phải cho thêm dầu thì cứ thế cho vào đảo thôi. Cái món bổi này thì sử dụng mình sẽ dùng gừng với hành với lại xả các bạn nhé. Đấy, còn tất cả các nguyên liệu phụ này thì mình sẽ dùng cho với 3 món ngày hôm nay. Trời đã sắp tối rồi đấy. Mải vết cá quá các bạn ạ. Đây, mình sẽ sử dụng cái mỡ lòng cá luôn các bạn nhé. Đợi chảy ra đã. Đun bớt cái mỡ này đi. Con này anh em mình không phải sử dụng dầu ăn hay bất kỳ loại mỡ nữa gì đâu. Đợi một xíu thôi là đầy một bát mỡ luôn. Nguyên liệu phụ vào rang cùng cho nó thơm đã các bạn nhé. Bếp này nhỏ, hơi nhỏ lửa thì... Cái mỡ này nãy mình múc bớt đi rồi đấy. Có để nguyên thì cũng khá là nhiều. Cá này cũng béo. Không, cũng rất béo. Quá béo luôn. Rồi mình sẽ cho mắm các bạn nhá. Rồi cho mùi mắm đầy luôn. Rồi mẻ các bạn nhá. Rồi nha. Rồi bây giờ mình cho mẻ vào thắng cho mẻ nó chín đi đã. Mình mới cho cái phần nãy băm bổ kia vào. Để cho cái phần bổi băm này. Đây, thịt cá với lại cái phần nạm bụng cá đấy. Cái này tí ninh lên nó cũng rất là mỡ luôn. Cái này mình cho nước vừa tầm. Quán thật đều rồi. Ninh càng lâu càng tốt các bạn nhé. Cái này mình chấm rau các thứ cũng được nhỉ. Chấm rau, chấm gỏi. Cá luôn đúng không? Đây, nêm nếm gia vị vào đây nó là ok các bạn nhé. Thấy cạn quá thì mình sẽ cho một chút xíu nước nhé. Nước xuất này các bạn đun tầm đôi ba tiếng đi. Nó thoải mái cho thấy thật nhừ luôn. Nêm các bạn nha. Đấy, mình cho hạt nêm này, mì chính, hạt tiêu nữa. Là ok các bạn nhá. Hành gừng nha các bạn nhá. Mình nấu cái món
đầu cá ngon thế nhở, đầu cá nó băng chua. Cái này là cũng là mỡ cá anh em mình vừa phi rồi đấy, mình làm cho dầu ăn mỡ cá quá béo rồi. Còn sẽ cho cá vào để đảo các bạn nhé. Mắm này, cái này thì cho ước lượng thôi, tí nữa khi nào mình cho măng chua xong là mình sẽ bắt đầu nêm nếm lại. Đấy, cho mì chính với hạt nêm luôn, xong là mình cho măng chua vào đảo cùng. Cho măng chua vào các bạn nhé. Cho đảo một lúc rồi mình cho nước vào mình đun thôi. Nếu mà các bạn muốn ăn chua hơn thì có thể cho cả thái nước măng chua các bạn nhé. Đấy, mình cho cả nước măng chua vào đảo một chút nước măng chua các bạn. Bây giờ thì cứ thế là đun thôi. Để anh em đi làm gỏi cá nhá. Làm gỏi cá nhá. Cá thì anh em mình để khô ráo nước rồi. Đây mình thái cá trước. Đây là mình thái, mình trộn với đây mình được phụ này, thính gạo này, riềng. Để tí anh em trộn thêm là xả ớt. Thế là một chút ngò gai nữa. Mình sẽ thái cá cho thế nào thật mỏng các bạn nhá. Cá này nó hơi dày, thái nó dính dao này các bạn. Các bạn có thể thái thế nào thật mỏng nhá. Thì cái phần này nó vẫn còn cái xương răm đây. Thái thật nhỏ ra thì anh em mình ăn nó sẽ cái kiểu được say mất rồi. Thái nái đúng kiểu này này. Thịt nó cũng bóng nhá, thịt nó có cái độ già thịt, già cá này nó bóng. Nhìn óng ánh luôn, óng ánh như kiểu cá hồi. Đây là cá hồi ao của Cơm Quê TV các bạn nhé. Không phải là cá hồi Na Uy đâu. Cá hồi Cơm Quê. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn với thính với riềng, xả ớt các bạn nhé. Xả ớt mọi người nhá. Đấy, thêm riềng. Riềng này là riềng mình tự xay, tự giã đấy. Thính gạo, cái lượng thính gạo thì mọi người cứ đảo đều lên nhá, cứ thấy nó tầm khô là được. Chưa khô thì lại cho thêm. Ngoài cái nước chấm mà làm từ mẻ với cả cái phần cá băm kia thì anh em mình làm thêm cả nước chấm riềng với cả chanh nhá, chanh riềng ớt này. Muối, muối trắng các bạn nhá. Mì chính. Tiêu chấm chéo là gì? Tiêu chấm chéo lại không hợp anh ạ. Mắt quất. Cho ngập ngập vào. Nhưng ngập vào lên độ cay độ phê nó. Cho okay. Nhiều chua vào mày. Đúng rồi. Không chua là không có chua là không phải là gọi. Ba cái bé ở đấy rồi đúng không? Rồi ok các bạn nhá. Xong quả nước rồi đấy. Chấm này nói chung là phải chua chua mặn mặn tí à, thì anh em mình chấm là chua mặn cay. Okay. Quá hấp dẫn. Đây là cái nồi ấy mẻ trong này các bạn này. Bổi này được rồi, mình sẽ thả, mình cố tình làm loãng này để mình thả thêm cái phần thịt cá này cho nó vừa tầm. Đấy, cái này vừa chín tới phát là anh em mình sẽ cũng múc ra luôn, ăn cùng luôn. Cho vào luôn. Múc ra lên mâm thôi các bạn. Đây. Vừa chín tới phát là nó mới ngọt. Múc ra bát này cho các bạn thích chấm với cả gỏi cá cũng được. Đúng rồi, cả thích ăn không cũng được. Rồi, bỏ được rồi, em mình cho thịt là các bạn nha. Đấy, bây giờ thịt cá này vừa chín tới này. Đặt bếp luôn và múc. Rồi, bây giờ ra thì ai ăn cá thì ăn cá. Bắt đầu phần nước mình chấm. Rồi, thật sánh luôn này. Cho ok lên mâm đấy các bạn ơi. Rồi hôm nay con cá anh em mình làm vài món đã xong rồi. Đấy, có mời thêm các chú và các anh sang là đến dần rồi anh em. Rồi thưởng thức. Bye bye nhá. Bà thì bà đi đâu chân dạng chân ra đây này. Bà đuổi cá cá to mà đuổi. Đây. Các món cá. Đấy. Món đây. Cả nhà dùng con cá làm mấy thứ ấy. Vâng. Bà có ăn quả cá không bà? Ăn thì ăn thôi. Ăn thì ăn. Hai món tôi sống như đấy đi. Ngon thì ăn. Tặng nào cũng ngon. Ăn cá thì sống nó ngọt. Vâng. Nó
ngọt, nó ngon. Quân đấy. Đẩy không nó mưa. Rồi, thôi đổ nó ra. Nó mưa mà những cả là nhô y đây, mùi chó. Tí mới gọi là ăn nhô thì ăn ngon chứ. To to là nó mới đã rồi ạ. Thăm ngàn. Nhô hay là gì đấy? Nhô tí nó quấn vào cái ghém là trộn nó lên. Mọi người nhà đây, mọi người nhá. Cháu uống hai miếng của chúng ta đi. Uống trước và ăn tí xong. Dạ vâng, bà cứ dùng món gì bà thích. Cái nào thích, cái nào không thích thì ăn ít. Cái nào thích thì ăn nhiều. Cảm ơn bà nhá. Đây các bạn, món này đây. Chấm đi nhiều. Cái thằng này mà đem lên cơm nha. Cái thằng này chỉ có giá tiền với anh em nhá. Ừ. Đây nhá, mời mọi người nhá. Miếng thịt có cả hai loại nước chấm ạ. Miếng thịt cá. Hai loại nước chấm đấy. Hai chấm gọi là không, chấm món nước cả bát. Có riêng này nó mới thơm. Mọi người thích cái miếng thịt cá. Có cá rô cho sashi này, có cho cái này. Đây, cá cơ. Rô đồng. Rô đồng đấy. À đây. À, cho. Cả rô đồng nữa. Để sốt lên một. Hai con thôi. Thôi thôi, cứ treo đôi đây. Thơm chả. Được. Em ăn cái này nhiều vừng cá nó lâu nằm mà nó dài lắm. Nhiều thính. Quái lần 2 chứ bây giờ phải cây. Đây, mình tính nào không? To quá. Nào. Cá ngập răng. Cá to rồi chứ. Miếng này bé quá. Đủ miếng khác. Hai miếng vào. Bé gắp hai miếng vào. Cá cũng ngập răng rồi. Cầm cái sới cho bé đá. Đây, lá cá đó ở như này cơ mà. Cái ăn cá bé quá, cuộn rồi à? Cá này già nó ăn nó ngon. To. Thấy, già cá rồi. 5 năm đấy, 3 năm 8. Đấy, cái nó mi ấy, nó mới ngọt miệng. Thảo nhiên. Tuyên gói, tuyên gói một gói là cá ruộng. Không, em không dùng. Cá nhiều lắm, khổ. Thế mình chấm thử cái này nữa, cái này cũng ngon quá. Cái này có phải rau dưa? Nhờ sao thì đánh sâm. Măng chua. Rau dưa ấy. Này, phải bay đi bạn ơi. Đang gắp cái miếng cá gỏi đến to như mặt tay này rồi. Rau dưa đấy. Rõ lên rồi. Chặt cái miếng thịt ở bên đi gà mình sang cái chế độ ăn cho gà lẩu bí. Thái cà pịa. Cá đấy ạ, cá ở trong cái mẻ đấy, cá lòng này, cà pịa luôn đấy bà. Nó không được. Đang rửa tiếp. Đang rửa tiếp. Thì Nguyên đang nói chuyện là có pịa đó. Có lời không đấy không? Ném ném đi. Không biết quả. Ra ra thì cái này. Cái này là nấu giấm này. Lâu lâu ăn bữa. Ướt đi. Ướt giấm này. Quay cái kiểu này này. Nước chấm nhạt quá. Nhưng mà ướt. Cho thêm muối vào. Cho thêm muối vào. Lâu đúng rồi. Đây. Nhớ mà. Đây. Muối nha. Thế bà kia nó làm theo. Biết rồi. Thái mà nó chấm muối tạt rồi. Thế nhà nó tính chứ. Gọi. Còn đây là gọi là nốt. Đây là gọi là gọi. Đây là gọi là cá nốt là đúng. Mới là đúng tên. Gọi. Các bạn biết hãy cho một bình luận nhé. Gọi là chấm muối gọi này. Dần một quay này gặp trên cá nốt nó trộn gia vị. Cái này có cả cá nướng này, bà đang bóc cá nướng này. Cái cá này mới ngon. Cái đùi con nướng này. Nướng rơm. Nướng rơm này, ăn ngon lắm. Đây, ai ăn đi. Bà ăn đi. Có lọ mới mà. Đấy, cái lọ mới canh cơ mà. Có thấy đâu? Ngon lắm. Cái gì muốn ăn rồi mà hết các bạn ạ. Bên này hết rồi. Bên này thôi, còn bên mình thì không thiếu. Ai bảo ăn nhiều để hết. Người góc như này này. Gọi có bị tanh không ạ? Không có tanh gì cả. Không, nó có mùi cá cơ. Không có biến rồi. Cái mùi cá bị quấn to. Thì sợ gọi cá mè thì sợ nó ra như kia. Bà cũng hay được mà không có nhăn nhai. Được bà. Ôi, cái này cũng mềm thôi, lọc hết da rồi ạ. Nhưng em làm này nha, gọi này gạo ra cho bảo thơm luôn. Đây đúng rồi, có gạo ra. Lẫn tiền là thơm luôn. Có cái chân gà này ai gặp nữa? Quang. Quang tiên. À, Quang có cái ăn cả đôi cơ. Vứt cái chân này cứ nhường nhau tí bắt. Đây, dần lấy chân này. Dần khác một lọ rồi. Ăn gỏi cá là phải có tí cay cay các bạn ạ. Gỏi cá tiết canh là phải có tí cay cay. Có mới một tí này. Uống cái lọ đấy một nửa rồi. Tao có một tí này. Cay mà kiểu đắng.
rượu này mà cậu không đắng nữa thì rượu cay như lại đấy, thì thoảng ở quê mình kéo cá thứ lên là lại làm tí mồi cùng mọi người quay quần là vui các bạn. Không được làm nhưng giờ cháu ăn thấy ngon. Cái ở quê thì mọi người hay cùng nhau gọi là gọi nhau về để ăn cơm các thứ các bạn, cùng vui chung vui, tình cảm rất là gần gũi nhá. Như là năm nay ông Thọ là ông ấy nuôi cá được mùa. Đấy. Đấy. Phải đâu cá anh ra đi cá. Cá của anh Niên đấy. Cá mùa anh đến đợt đấy á. Đợt đấy đã 5 cân rồi sao mà phải không nhỉ? Gì? Mình có 3 cân rưỡi bây giờ. À, ai ra lấy nhỉ? 5 cân 5 con. Lấy đấy hôm đấy đấy là anh Nhân lấy hai con đấy lấy to. Rồi hôm nay thì có làm vài món cá, gỏi cá rồi nó có một vài món. Các bạn xem video thì đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ anh em cùng quê nhá. Đấy, mua hàng thì số điện thoại bên góc màn hình, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Chào các bạn nhá. Chào các bạn nhá.